Tháng 6 vừa qua tôi đến Thái Lan để tìm hiểu về cái mà Voice gọi là chương trình Freedom Atlas để định cư những thuyền nhân cuối cùng còn kẹt ở Thái Lan vào Canada. Tôi đã gặp Sở Di trú Thái Lan để phối kiểm tông tích của những người đã được Voice đưa đi định cư ở Canada, tiếp xúc với những người thực sự là thuyền nhân cuối cùng vẫn đang ở Thái Lan và phỏng vấn cha Peter Nam Wong là người vẫn tiếp tục cứu mạng họ trong suốt 3 thập niên qua. Sự thật mà tôi khám phá cho thấy Voice đã thiết lập cả một đường dây được khéo ngụy trang để đưa người lậu vào Canada. Voice đã dùng tên tuổi của cha Nam Wong để gây quỹ với sự yểm trợ của SPTN dưới danh nghĩa giúp những người thuyền nhân Việt Nam cuối cùng được định cư sau 27 năm vô tổ quốc. Số tiền mà Voice thâu vào theo nhiều báo cáo đã vượt quá nửa triệu đô la. Nhưng nhiều người mà Voice đưa vào Canada không phải là những người mà chính phủ Canada đồng ý nhận định cư. Chính trên hội và một số luật sư của Voice đã ngụy tạo giấy tờ cho họ thành thuyền nhân cuối cùng và rồi chính ông Nam Lộc hộ tống họ trên đường nhập cư vào Canada. Ngay khi đặt chân vào Canada, họ lập tức biến mất, đến nỗi các gia đình bảo trợ của cũng không hề được gặp mặt. Trong khi đó, hàng trăm thuyền nhân cuối cùng vẫn sống lây lất ở Thái Lan và cha Nam Vong vẫn phải cứu mạng họ dù sức đã cùng lực đã kiệt. Tôi phỏng vấn tôi thấy cha không còn sức nữa. Tiền đóng góp của các nhà hảo tâm đã vào túi những kẻ buôn lậu người. Trước đây Voice đã lợi dụng tên tuổi và uy tín của cha Nam Vong để rầm rộ gây quỹ. Thay vì định cư những thuyền nhân cuối cùng cũng cùng theo sự cho phép của chính phủ Canada, họ đã đánh cháo nhiều người trong danh sách. Nay họ im đi tiếng cầu cứu của cha Nam Vong cho hàng trăm đồng bào thực sự là thuyền nhân cuối cùng đang ở Thái Lan. Voice đã vắt xong trái chanh có tên là thuyền nhân cuối cùng. Nay họ đi kiếm tiền nơi khác. Để họp ở nhau ở trong trại CQ. Dạ. Như vậy từ năm 81 tới năm 80. Tác với cha làm cái danh sách đó. Cái trình hội làm. Ồ, trình hội làm. Trình hội làm rồi. Mà nói cho nghe cái người mà tác giả của cái danh sách này là trình hội. Đúng không cha? À. Ok. Cái nhóm làm. Dạ, rồi con hiểu rồi. Thành ra cái chương trình mà của Gia Na Đại dành cho những người mà đã trốn trại mà vẫn còn ở Thái trước 92. À, đúng. Mà chưa bao giờ bị hồi hương hoặc rời đất Thái Lan đúng không cha? À, đúng. Cha có biết Lê Thị Ba không? Lê Thị Ba, yeah. Lê Thị Ba có bao giờ bị hồi hương không cha? Tiếng của cô bà nhiều. Dạ. Ai cũng gọi cho Lê Thị Ba, bữa Lê Thị Ba liên lạc. Cái Lê Thị Ba này cũng vô số của trình hội. Của trình hội. Vô số là... Nhưng cha không có xác nhận bà này đã hồi hương. Hai cái khác nhau nè. Đúng hai không cái khác nhau. Ok. Thành ra có thể là nếu mà bà đi được là không phải là cha xác nhận là bà này chưa bao giờ hồi hương. Ý con muốn nói đây là có nhiều việc xảy ra. Mẹ cha, yeah. Cha xác nhận là bà từng ở CQ. Yeah. Rồi, đã. Yeah. Rồi. Ok, cha, con hiểu rồi. Không nhớ được. Cha có biết Võ Văn Dũng không? Làm cho trình hội đúng không? Cha biết hả? Làm... Dũng Loa. Dũng Loa, cha nói Dũng Loa đúng rồi. Dũng Loa, tên là Dũng Loa ha. Tên thật là Võ Văn Dũng. Người đó làm việc cho trình hội. Nè con có tin mừng cho cha nhé. Ông Võ Văn Dũng này đó, chưa bao giờ là thuyền nhân. Không có cái số PST và cũng không có số của Liên Hiệp Quốc luôn. Có nghĩa là ông đi từ đây, ông đi thẳng từ Việt Nam, ông bay qua, ông lấy mất đi chỗ của mấy người như hai người kia, con không muốn nói tên. Ông lấy nghĩa là biết 12 chỗ đã bị mất là vì như vậy. Tại vì cha không phải là tác giả của danh sách, cha không biết. Ông này được gọi là Dũng Loa. Dũng Loa, Võ Văn Dũng đang làm việc cho trình hội. Chưa hề có cái PST là cái số đó. Có nghĩa là chưa bao giờ là thuyền nhân. Mà đã ngày nay đã qua Canada, qua cái chương trình của trình hội. Những cái việc mà xảy ra có thật không phải có nghĩa là cha không biết chứ không phải là không có thật. Ví dụ như 3-4 người đó có đưa cha đó, đây là những người này không phải thuyền nhân đi từ Việt Nam đi thẳng qua luôn. Khi mà họ đi như vậy đó, họ mang gia đình họ theo,
họ đi như vậy, họ mang như vậy, họ lấy đi mất chỗ của những người mà đáng để giúp. Đây là một cái vấn đề lớn con nói cho cha. Nói cha, thuyền nhân cuối cùng, cha có đồng ý không? Đâu có chuyện mà thuyền nhân cuối cùng, cha có 100 người vẫn còn kẹt ở đây, làm sao thuyền nhân cuối cùng? Ngày nay có ý con muốn hỏi là ngày nay Thái Lan còn thuyền nhân, có còn thuyền nhân không? Ồ, có nhiều lắm. Cha có biết ông nào tên là, người ta gọi là nhạc sĩ Nam Lộc không? Nam Lộc. Dạ. Yeah. Ông đó với lại trình hội có về thăm cha, đúng không cha? Đúng rồi. Những cái việc mà ngày nay cha làm và ngày trước cha làm, cha hoàn toàn không biết, là cha chỉ là người, nói cho nghe, người đứng ngoài cuộc thì đúng hơn. Mọi việc là do dưới sự chỉ động, chỉ đạo và chi phối của trình hội. Mà ngày nay trình hội và Voice đổ cho cha là khi mà tôi lên tiếng về cái chuyện, cái vấn đề mà buôn lậu này, thì họ đều đổ cho cha hết. Việc này đều không có, tại chờ tôi sẽ chứng minh điều đó là cha hoàn toàn không biết. Nói tóm lại, người Việt tị nạn là nạn nhân, và linh mục Peter Prayung Namwong đã chứng tỏ mình là người thánh thiện. Xin quý vị hãy đợi vài 2-3 tuần nữa đến khi tôi cho ra cái video dài và chủ đề này.